Vâng, xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn, chúng ta đến với cả game đấu đầu tiên, cặp đấu đầu tiên của ngày hôm nay thưa các bạn. Đây chính là game thủ Host, một game thủ Protoss đến từ team Sirentus. Anh ấy chính là game thủ Protoss màu hồng, chúng ta phát ở vị trí phía dưới bên tay phải ở hướng 5 giờ thưa các bạn. Và đối thủ anh ấy thì là game thủ Gina Queenwing Maru, chính là người chính là anh Terra màu đỏ của chúng ta, xuất ở vị trí bên trên bên tay phải, bên tay trái ở hướng 11 giờ thưa các bạn. Oh, ai đây? Vâng, hình như đây là fan cổ vũ cho Maru rồi phải. Cái khuôn mặt con mèo dễ thương kia chắc chắn chỉ có thể Maru thôi. Tôi không tin đấy là một anh nào đó khác đâu. Ideas and associations with the color, and if you're just like, oh, I'm just gonna wear pink. Này thì có rất nhiều bạn kêu rằng là xem kênh 1 không được thì thôi, các bạn vui lòng xem hộ mình kênh 2. Dù sao là kênh 2 độ phân giải nó cũng bình thường, nó cũng gọi là không đến nỗi nó quá xấu. Tất nhiên là nó vẫn phải xấu hơn kênh 1 rồi, nhưng mà nó không thể nào nào gọi là đến mức quá xấu được. Bạn nào mạng yếu thì cứ vui lòng xem kênh 1 giúp mình nhé. Kênh này thì rất là ngon. Mình đang xem cả hai kênh nên là mình thấy là kênh 1 cũng ngon không kém gì cả, chỉ hơi mờ thôi. Cơ này thì chúng ta cũng có thể chấp nhận được. Hiện nay thì chúng ta thấy rằng những tấm biển và những tấm biển dơ lên để cổ vũ cho các game thủ, nhưng mà các anh ấy viết toàn tiếng Anh hay là toàn tiếng Hàn, tôi chả hiểu viết cái gì cả. Hiện nay thì tôi nhìn thấy rằng là Maru đặt xuống cho mình hai cái barrack, cùng với cả đó là command center thứ hai. Tuy nhiên ở phía bên này thì Hus thì anh ấy vẫn đang tích tiền à? Không phải không tích tiền thưa bạn. Anh ấy đang làm một cái gì đó. Thời điểm này anh ấy đang lên cho mình con di lọt. Thực ra con này nó sẽ được cancel thôi. Chắc chắn là ngay khi con giờ sắp sửa hoàn thành thì Hus sẽ đưa cho mình một con quốc ở ngoài vị trí màu 2, sau đó cancel con di lọt để lấy tiền và sau đó đặt tiếp cho mình cái Nexus thứ hai. Vâng, chính xác như vậy rồi. Bạn thấy đã cancel con được con di lọt rồi. Như vậy là game thủ của ta sẽ vẫn có con cái Nexus đúng như dự kiến. Và nếu như mà anh ấy phát hiện ra đối phương chơi thì nó bất thường, anh ấy sẽ có ngay con di lọt. Phải nói đây là cái cách đánh có thể nói là khá là cẩn thận của các game thủ phố tốt, đặc biệt là trên những cái map 4 người này. Như hiện nay thì bình thường thì tâm lý của các game thủ khi đều trên map 4 người họ sẽ rất cẩn thận, họ sẽ không dám chơi những cái chiêu trò gì đấy bất thường. Nhưng mà hiện nay thì mọi thứ đã bắt đầu thay đổi rồi, khi mà hiện nay thì TY Canon Rush, Bunk Rush ở trên map 4 người khiến cho Classic đã thua một trận thảm bại, và đó là một có thể gọi là một bài học rất lớn cho tất cả các game thủ khi mà thi đấu ở trên những map 4 người này. Luôn luôn cẩn thận, không có chuyện gì không thể xảy ra ở trong thế giới StarCraft 2 của ta cả. Vâng, StarCraft thì nó luôn luôn là một cái thế giới nó rất là cạnh tranh. Các bạn có bá đạo đến mấy nhưng mà các bạn chỉ cần các bạn mà không chấp nhận thay đổi, các bạn mà không chịu sự thay đổi, hay là các bạn chỉ có quen thuộc với những cái đơn giản của các bạn, như kiểu gọi là cái thế giới nó nhỏ hẹp của các bạn rồi, thì các bạn sẽ chết ngay. Ví dụ như chúng ta có thể thấy là anh Z là một game thủ từ team KT Rooster, cô tốt rất mạnh, được đánh giá là King Slayer, đã hạ gục và Grain, hạ gục Patting, hạ gục rất nhiều những game thủ khác. Anh ấy lên chức vô địch, tức là giành chức vô địch của JDL ngay season đầu tiên mà anh ấy tham gia JDL. Nhưng sau đó vì cách đánh của anh ấy nó gọi là quá bài bản, tức là nó quá xích vở và nó không có sự biến hóa, khiến cho các game thủ khác có thể bắt bài được farming của Z và khiến cho anh ấy anh chị một thất bại rất lớn ở trong season tiếp theo, coi như không vào được round 16 đi mà. Và như vậy là hiện nay thì Z cũng bắt đầu phải thay đổi phong cách của mình rồi. Hiện nay thì chúng ta đang có một trận quay trở lại trận đấu, nhưng thấy rằng là đây chính là một trận PVT ở trên map và Deathwing. Hai game thủ của chúng ta xuất phát ở hai vị trí chéo nhau ở trên map, thì bạn đây là những vị trí có thể nói rằng là rất đẹp để có một trận Marco game. Đặc biệt là cái map này thì nó lại rất có lợi cho việc Marco bốn mỏ. Tức là các bạn biết là đánh bình thường người ta đánh khoảng tầm 3 mỏ là lết rồi. Đây là 4 mỏ là việc bình thường. Thì các bạn hiểu là độ lết của nó như nào rồi. Đây thì Maru đang đưa Marine của mình ra ở phía giữa map. Trong đó thì cô tốt ở phía nhà mình đang bắt đầu lên cho mình là Robotic Mike để có thể là tách thẳng lên Polo rồi. Nên một Observer đang bắt đầu di chuyển rồi. Một Observer được đưa đi để có thể là scout mỏ của đối phương. Vâng, bây giờ tốt nhất là cứ đưa. Đủ thứ của mình đi thôi, cứ đưa đi sang mỏ của đối phương, thấy xem đối phương có cái quái gì thì mình tính tiếp.
Observer luôn luôn phải được đưa đi đầu tiên để xem để có thể bắt được những cái tham minh của các game thủ Tehran. Cái tham minh này là rất nguy hiểm thưa bạn. Vâng, lúc nãy mình để mic hơi xa thôi cho nên là giọng của mình nó không được bắt chọn vào mic, giờ thì chỉnh lại rồi. Hiện nay các bạn thấy rằng là ba con Stalker đang ở góc bên này. Vâng, ba Stalker Observer ra nơi rồi. Massive Cock sắp sửa bật button màu trắng. Vâng, đã bật rồi. Hiện nay một con Mauder đang chịu đam theo toàn bộ đạo quân của mình. Các bạn có thể thấy Mauder rất khỏe như này. Vì hiện nay thì hình như có vẻ là hình như có 1 đến 2 con pop chết rồi. Vâng, 3 con rồi. Hiện nay Massive Cock chuẩn bị bỏ mạng đây. Vâng, Marine đang lao ra chơi Massive Cock. Chơi không được, chơi không, chơi được rồi. Ngon luôn, bắt Massive Cock rồi. Vâng, có thể nói là hiện nay thì riêng về lượng tài nguyên mất của cả hai bên thì có vẻ là Protoss mất nhiều hơn, nhưng mà bù lại thì Protoss mất ít hơn, nhưng mà bù lại thì cái lượng Protoss bị mất thì cũng khá khá vài con. Nó khiến cho Terran đã bắt đầu vượt hơn so với cả Protoss rồi. Hiện nay Terran nhờ sự hỗ trợ của Mule cho nên đã có thể là khai thác tài nguyên cực kỳ bá đạo thôi bạn. Vâng, giờ chỉnh rồi, anh em cứ bình tĩnh. Các bạn cứ bình tĩnh, không có gì phải vội vàng cả. Mình luôn luôn để ý, luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu. Hiện nay thì chúng thấy rằng là con Stalker, vâng, một pylon được đặt góc này ạ. Cái gì đây? Tôi nghĩ chắc là pylon này chỉ được đặt để có thể là phòng tránh cho Terran có ý định là ăn hidden pen hoặc là có thể là phát hiện ra những cái pha đi drop của đối phương mà thôi. Hiện nay thì Protoss của ta đã có 2 con Colo rồi. Vâng, 2 Colo là một lợi thế cho Protoss của ta trong thời điểm này. Terran thì chắc chắn là cũng sẽ phát hiện ra sớm điều sớm thôi. Và hiện nay thì đây chính là Twilight Castle đặt xuống cho game thủ Hoots của ta. Với cái cách đánh của Maru thì anh ấy luôn luôn scan và cũng như là scan xem đối phương lên cái gì và làm gì. Ngay sau đó thì Maru sẽ có thể cân đối lực lượng của mình để có thể là ra những unit cần thiết. Ví dụ như ở đây cụ thể thì tôi đoán đó sẽ là những cái con Mauder thưa bạn. Mauder rất khỏe trong khi đối đầu với cả Colo cùng với cả hai Templar. Và bây giờ thì Protoss của ta đang bắt đầu lên những con Colo thứ 3 rồi. Đây rồi, con Colo này rồi. Vâng, bây giờ thì chắc hình như con thứ 4 rồi. Hiện nay thì Terran đã bắt đầu có khá nhiều Mauder. Tôi nhìn thấy rằng hiện nay Terran đã bắt đầu ăn mỏ thứ 3 cho mình rồi. Và Protoss đã ăn mỏ thứ 3 được khá lâu. Phải nói là Protoss chủ động ăn mỏ thứ 3 hơn so với cả Terran. Terran của ta hiện nay thì bắt đầu có một lượng lớn Mauder cùng với cả Marine đang di chuyển ở cái vị trí loanh quanh ở vị trí giữa map rồi. Cái số lượng này vâng ngay lập tức ở phía sau đang có Starport đang build những cái con Mevac và đẩy lên ở vị trí chiến trường này. Chắc chắn là Terran của chúng ta sẽ chờ cho khi nào đủ khoảng tầm 4 con Mevac mới bắt đầu tấn công mà. Tôi nghĩ rằng là sẽ có một pha drop. Vâng, 4 Mevac rồi. Bây giờ sẽ chuẩn bị sẽ có một pha drop vào vị trí bên trong main bay của Protoss. Vâng, hiện nay thì Protoss có một Observer here phát hiện ra được 2 con Mevac rồi. 2 Mevac đang vòng sang ở vị trí cánh bên tay phải. Và đã vòng lại ngược bên tay trái rồi. Hiện nay xuống Colo đã 4 con rồi. Hiện nay Protoss của chúng ta đang đưa Stalker khá nhiều Stalker vào phía bên trong. 7 con Stalker bị bên trong main bay. Sau đó Colo và Zilord được đưa ra ở vị trí phía ngoài. Và thấy rằng hiện nay cách phòng ngự của Protoss có thể phòng ngự dễ dàng ở vị trí mỏ thứ 3 và mỏ thứ 2 rất là đơn giản thôi bạn. Trong đó phía bên main bay có vẻ khó khăn hơn một tí. Thì đã có Stalker đứng bên trong sẵn sàng rồi. Và Protoss của ta chia cho mình 3 con Colo ở phía bên ngoài và 2 con Colo, một con Colo ở phía bên trong bên bay. Hiện nay thì pha tấn công sắp sửa diễn ra ở vị trí mỏ thứ 2 rồi. Tuy nhiên tôi nghĩ chắc là sẽ Mevac sẽ đi chuyển thẳng ở phía bên trong bên bay, không đã bao giờ diễn ra ở vị trí mỏ thứ 2 rồi. Bây giờ sẽ thu sự chú ý của đội của Protoss ở vị trí mỏ 2 này với quân đội với Colo với Stalker, sau đó bắt đầu đưa lên trên Mevac di chuyển thẳng đưa thẳng ở phía bên trong bên bay không? Thẳng bên bay không? Không vào bên bay rồi. Hiện nay quân đội vâng có vẻ nói rằng quân đội ba của Maru với một thế tấn công kép đã tấn công thẳng vào vị trí mỏ thứ 2 nhưng mà cũng không ăn thua. Vâng, drop thẳng vào vị trí mỏ 2 nhưng mà đã có quân đội Protoss đưa ra với Stalker với Colo để phòng ngự ở vị trí mỏ 2. Sau đó thì lại còn quân đội ở vị trí mỏ thứ 3 của Maru định tấn công vào nhưng mà bị đối phương với rất nhiều Colo đã xử lý đẹp rồi. Hiện nay Terran của ta sắp sửa tấn công một pha drop ở vị trí phía bên trong main bay của Protoss rồi. Vâng, đã vào phía bên trong nhưng đã nhìn thấy hai con Colo cùng Stalker ở đây rồi. Hiện nay Protoss sắp sửa hoàn thành xong nâng cấp Blink. Protoss còn đang nâng cấp cho mình 1-1 cùng với cả thêm tiếp tục Colo ra nữa. 3 Colo và Massive Con còn quanh quanh ở vị trí này. Nên đang có 2 Colo ở vị trí phía bên trong main bay. Có thể với cái lực lượng Colo này thì Maru không có cách nào để có thể là lao ra chào hỏi Protoss của ta rồi. Tôi nghĩ rằng tốt nhất là không nên làm gì cả. Vâng, cứ ở ngoài thôi. Bây giờ thì phải cần phải chờ sự hỗ trợ của quân đội ở vị trí bên ngoài. Như tôi nhìn thấy thì ở đây thì Maru của ta đã chuẩn bị sẵn sàng hai đạo quân drop ở vị trí mỏ 2 và main bay, sau đó một đạo quân nữa lại còn ở vâng một pha tổng lực rồi. Đây sẽ là một pha drop tổng lực với 40 bác được đưa thẳng vào vị trí mỏ 2. Đã có Widowmine đây, tuy nhiên Canon vẫn chưa hoàn thành xong. Colo đã bắt đầu được đưa ra, Colo xử lý xong con Widowmine chưa? Chưa xử lý xong Widowmine, con Widowmine đã countdown rồi. Tuy nhiên hiện nay thì vẫn còn ba úi rồi, bốn con Widowmine ở vị trí mỏ này. Sau đó ở vị trí bên trong này đang có vâng ba con Mevac ở đây. À, hai con Mevac đã thả được ba hai con Powder thì chết hết cả hai con rồi. Sau một đợt quét này thì một pha tấn công nữa. Vâng, một pha tấn công kép, một pha tấn công
double, à không phải, 3 pha tấn công ở vị trí 3 mỏ thôi. Bạn có thể nói rằng Maru này đang tấn công dàn trải con đội của mình ra, nhưng như vậy rất khó khăn tại vì Colo của chúng ta đã có nâng cấp tầm bắn xa và Colo lại có khả năng trèo tường nữa. Hiện nay chúng ta thấy rằng sắp sửa một pha tấn công ở vị trí bên bay rồi. Vâng, pha tấn công bên bay đã bắt đầu rồi. Colo cần phải đưa phía bên trong ngay, và hiện nay Porto đang vừa đặt xuống nhà Tem Blanca bị phá rồi. Porto bắt đầu warp quân ở vị trí bên trong này, nhưng mà Colo cần phải vào nhanh. Sau đó sau khi Colo vào được phía bên trong bên bay thì pha tấn công tiếp theo sẽ ở vị trí mỏ thứ hai. Tôi nhìn thấy bên bắc ở vị trí mỏ 2 bắt đầu rồi, và pha tấn công ở vị trí mỏ 3 cũng đang bắt đầu rồi. Tuy nhiên mỏ 3 đã có Giọt đứng chờ sẵn. Hiện nay pha tấn công ở bên trong bên bay đã phá được cho mình Nexus rồi. Vâng, phá xong Nexus rồi. Giọt đã có mặt ở góc bên này, tuy nhiên đã bị Huy Đồng Mai nó cắm ở đây rồi. Chắc là nó thả rocket định hỏi rồi các bạn. Ba con Colo ở đây, tuy nhiên là có vấn. Với lượng ba con Colo này, tên là chúng ta vẫn chưa dám lao vào rồi, bạn có vẻ hơi bị không ổn rồi. Hiện nay thì tôi có thể nhìn thấy rằng là quân đội của Tehran đang tập trung ở loanh quanh mỏ của Portos. Cái cách đánh của Tehran hiện nay đó chính là phải đưa Widow Mai ở phía bên trong bên bay của Zone, sau đó sẽ drop và tìm tạo ra ra những cái mini bay ở phía bên trong bên bay của Portos, sau đó sử dụng Widow Mai để tiêu diệt dần cái đạo quân bộ của đối phương, ví dụ như là Zilot với cả Colo. Sau đó thì Mauder sẽ tập trung vào việc phá nhà, chứ sẽ không phải là target vào mấy cái con unit chưa bạn. Mục tiêu của Mauder đó là bây giờ phải phá được nhà. Vâng, pha drop rồi. Pha drop ở vị trí mỏ 2 và main bay rồi, đã bắt đầu rồi. Và pha tấn công thẳng vào vị trí mỏ thứ 3. Không ổn rồi, Fockfield rồi, Zio đã có áp sát vị trí đây rồi. Tất cả mấy bác rút quân đội lên phía trên rồi. Ở phía bên trong này thì Stalker cùng với cả Colo đã phòng ngự khá tốt ở vị trí bên trong main bay. Ở pha tấn công ở vị trí mỏ 2 cũng như vậy, cũng không thể nào làm gì được Porto của ta rồi. Có thể nói rằng cách đánh của Porto hiện nay với rất nhiều Colo hiện nay đã phòng ngự được tất cả 3 mỏ của mình rồi. Tuy nhiên đây không phải là một trận chiến với 3 mỏ mà Porto sẽ bắt đầu gặp lâm nguy khi anh ấy bắt đầu ăn mỏ thứ 4. Các bạn có thể thấy rằng hiện nay thì Porto đã bắt đầu ăn mỏ thứ 4 như mình rồi. Tehran ép toàn bộ quân đội của Porto phải có mặt ở phía bên trong main bay và không thể nào đưa ra nổi phía bên ngoài các bạn. Vâng, các bạn thấy đấy, Colo liên tục di chuyển từ vị trí mỏ 2 ra mỏ 3. Sau đó thì ở phía bên trong bên bay thì liên tục có Colo với cả Stalker di chuyển. Đây các bạn thấy đấy, một pha scan. Vâng, vào rồi. Bình linh ra, bừng đã blink rồi. Đấy, bác không dám drop quần xuống cho bạn. Drop xuống là ăn hành ngay. Hiện nay photo của chúng ta mà lên thêm cả Stargate nữa thì rất nguy hiểm đấy. Các bạn thể thấy rằng một pha tấn công. Úi giời ơi. Vâng, và bên trong thì đã có Porto màu trắng cùng với cả Colo có mặt rồi. Rất khó cho Maru thời điểm này. Phải nói rằng Hus hiện nay là phòng ngự rất chắc chắn, và cái cách chia quân của anh ấy ở cả ba mỏ cũng như vậy. Tuy nhiên thì tôi thấy rằng là Hus sắp sửa bị lâm nguy rồi. Portos bắt đầu sắp sửa bị đánh vào nền kinh tế khi mà anh ấy chỉ có thể ăn được ba mỏ. Vâng, các bạn thấy hiện nay Nexus cũng đã bắt đầu mất hết cả Parmasil và máu rồi. Máu chỉ còn khoảng tầm 25% mà thôi. Colo cũng đã mất một con và giờ chỉ còn 5 con Colo thôi. Hiện nay thì Porto đang bắt đầu nâng cấp 22 cho mình. Quân đội của Tehran đã bắt đầu di chuyển. Các bạn thấy có quá nhiều Mauder ở đây thì bạn vừa Mauder thì nó rất là lì đòn. Nó chịu được tất cả những cái đòn tấn công của cả hai Templa lẫn Colo. Và chưa kể là nó steam thì nó di chuyển cũng rất nhanh nữa. Nó lao vào áp sát, nó phá nhà rồi nó bắt Colo rất là nguy hiểm. Hiện nay Tehran của chúng ta có khá nhiều Viking rồi, đã 10 con Viking rồi các bạn, trong đó 10 Viking đối đầu với cả 5 con Colo thì có vẻ hơi thiếu, nhưng mà chắc là khi mà Tehran đã khoảng tầm lên khoảng tầm 15 con thì anh sẽ bật tấn công vào. Các bạn thấy hiện nay Tehran có khoảng tầm 14 con rồi. Vâng, bắt đầu di chuyển rồi. Với 14 con này chắc chắn một hit sẽ chết ngay một con Colo ngay. Một pha drop đầu tiên. Vâng, pha đánh đầu tiên ra vị trí bên trong bên bay của Porto. Porto đưa quân vào phòng ngự không. Một pha, vâng, Berlin ra rồi. Stalker đang vào có mặt đây đối đầu với cả Viking. Hiện nay đối Stalker cần phải đưa ra ở vị trí phía sau. Giọt đã tràn lên ở vị trí phía trước rồi. Colo mất một con rồi. Hiện nay Viking đang hit and run. Vâng, chạy một phát hoặc bắn một phát. Vâng, tuy nhiên thì vẫn chưa chết được một con. Chưa phải là một hit một con được. Hiện nay thì chúng ta nhìn thấy rằng là Giọt đưa phía bên trong bên bay để có thể phòng ngự rồi. Tehran tấn công lên. Các bạn thấy hiện nay đã phá xong nhà ga rồi. Tiếp sau đó sẽ là Nexus chẳng. Nexus không mất Nexus rồi. Và hiện nay mất Nexus, mất mỏ ba cho Porto chúng ta rồi. Hiện nay Porto chúng ta rất khó khăn trong việc là phòng ngự ba mỏ các bạn, khi mà hiện nay Tehran bắt đầu nâng cấp đầy đủ những cái nâng cấp của mình rồi, nên có thể nói là phá nhà rất nhanh, sau đó là lại còn kìm chân được Porto ở bên trong ba mỏ nữa các bạn. Tehran ta đã ăn mỏ thứ tư khá lâu rồi mà Porto vẫn chưa thể nào ăn nổi mỏ thứ tư như mình. Thời điểm này Porto đang phòng ngự khá khó khăn ở trong ba mỏ của mình. Bên bay liên tục bị tấn công, mỏ thứ ba liên tục bị tấn công, mỏ hai còn ít hơn, nhưng đấy sẽ chỉ là những pha tấn công gọi là thử hàng mà thôi. Một con Observer bị bắt rồi, và Maru rất tinh mắt khi nhìn thấy những con unit tàng hình như vậy. Đây thì hai bên bắc trở đầy quân thì bị drop ở vị trí phía mỏ hai là bên bay đây. Cái hướng này tôi nghĩ chắc là sẽ drop ở vị trí mỏ hai trước. Con Colo này nó đang có tận 13 kill rồi, thật là khủng khiếp. Con này chắc nó sống từ đầu game giờ thưa bạn.
Cảm thấy là hiện nay thì Farrokh, vâng, Farscan ở vị trí màu 2 thôi. Photo của ta bắt đầu đưa qua lên ở vị trí kinh kia. Nhưng mà Terra lại rất, vâng, anh ấy rất là quái, anh ấy đưa thẳng vào vị trí bên trong bên bay luôn. Chúng tôi cần phải chia quân ra, nếu không bây giờ mất màu 3 lần nữa bây giờ này. Chúng tôi đã bắt đầu chia quân ra rồi, tôi nhìn thấy quân đội đã đưa ra ở vị trí màu 3. Vâng, đang lao ra phá cái đánh sớt này. Không được rồi, Colo ở đây khá đông cùng với Achong và Sentry nữa. Bây giờ không cẩn thận là Fox Field rất nguy hiểm cho Terra. Hiện nay thì Dior lại đưa thẳng ở phía trong này. Vâng, drop và con nào ra, con Dior đã chém gần hết rồi. Hiện nay chúng ta cùng chờ đợi xem, hiện nay quân đội của Terra đã tập trung ở phía ngoài rồi. Anh ấy đang chờ quân đội của ta. Anh đang cuống chờ cho quân đội của anh, của mình thì cần đầy đủ một phát là anh lao vào. Vâng, vừa nói xong lao vào rồi, Max sắp lao rồi, lao vào rồi, lao vào một phát xong thẳng vào đầu Viking rồi. Vâng, Viking dụng nó khá nhiều. Phát ra stem storm thứ hai rồi. Vâng, Viking quả này dụng mất một nửa đàn rồi. Một, vâng, 1/3, 2/3 đã dụng rồi. Bây giờ chỉ còn đúng một con Viking đơn độc rồi thôi. À, Trông vẫn xịt chết rồi. Colo vẫn còn. Hồi nay Farrokh ở vị trí mỏ thứ hai. Photon ta không đưa quân ra để phòng kịp cái Mỹ mỏi rồi. Tất cả đã bắt đầu cho chạy pop rồi. Tuy nhiên là bù lại cái Nexus ở vị trí mỏ hai khả năng đang bị tấn công. Còn mất không, tôi nhìn thấy rằng vâng, cái máu của cái Nexus này có vẻ cũng đã, vâng, mất rồi. Mất mỏ hai rồi thưa bạn. Bây giờ Dior đã quá chậm rồi. Vào nhận và Hus, vâng, đã gọi GG rồi. Không thể nào đỡ nổi thưa bạn, không thể nào đỡ nổi Maru này nữa rồi. Và như vậy là tỷ số ông ta tạm thời là 1-0 như phía game thủ Maru. Chúng ta chuẩn bị đến với cả game đấu thứ hai sẽ diễn ra trong ít phút nữa thưa bạn. Game đấu thứ hai của ta sẽ diễn ra ở trong map Overground, vâng, một cái map rất quen thuộc với hai vị trí xuất phát. Chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo ngay bây giờ.